Trong tuần trước chúng ta đã kết thúc ôn tập các cái dạng toán về định thức và về ma trận. Như trong tuần lễ hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập các cái dạng toán liên quan đến hệ phương trình tuyến tính. À, có lẽ đầu tiên chúng ta cũng nên nhắc lại với nhau về một số cái kiến thức có liên quan đến hệ phương trình tuyến tính. Nó hồ có thể làm tốt cái bài tập trong các dạng toán mà chúng ta sẽ gặp. À, nói đến hệ phương trình tuyến tính thì có lẽ chúng ta phải nhắc đến định nghĩa của nó. Rồi chúng ta sẽ ôn lại thế nào là cái ma trận các hệ số, ma trận hệ số mở rộng, tìm hiểu về cái điều kiện để một cái hệ phương trình tuyến tính có nghiệm, và khi mà nó có nghiệm thì nó có bao nhiêu nghiệm. Tức là chúng ta sẽ ôn tập với nhau về cái nội dung của cái định lý Kronecker-Capelli. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhắc lại các cái thuật toán dùng để giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Đó là thuật toán Ramel, thuật toán Gauss. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các em nha. Hệ phương trình tuyến tính là gì? Thế tuyến tính tức là bậc nhất. Cái hệ này thì chúng ta có gặp trong chương trình phổ thông, nhưng mà chúng ta gặp với cái hệ hai phương trình hai ẩn hoặc là ba phương trình ba ẩn. Còn trong chương trình đại học thì chúng ta sẽ gặp một cái hệ phương trình tuyến tính mà có thể là cái số phương trình và số ẩn không giống nhau. Số phương trình có thể nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc bằng số ẩn. Một cái hệ phương trình tuyến tính thì nó có dạng như thế này đây. Đây là cái phương trình đầu tiên trong hệ. A11x1 cộng A12x2 cộng vân vân cộng A1nxn cho bằng B1. Tương tự chúng ta có một cái phương trình số 2 cũng là phương trình bậc nhất. Vân vân. Chúng ta có phương trình cuối cùng. Thế hệ mà chúng ta vừa nêu như thế này thì có bao nhiêu ẩn này? Nó có n ẩn, x1, x2, vân vân, xn. Có bao nhiêu phương trình? Có m phương trình. Đây là phương trình thứ nhất này. Số 1 em ha. Phương trình số 2. Đây là phương trình m. Số phương trình có thể khác số ẩn. Đó là cái hệ phương trình tuyến tính. À, liên quan đến hệ này thì có hai cái ma trận gắn bó rất chặt chẽ với nó mà thường được dùng để làm toán. Đó là ma trận các hệ số và ma trận hệ số mở rộng. Thế ma trận các hệ số là ma trận như thế nào? Ma trận hệ số thường được đặt là ma trận A. À, đó là cái ma trận mà cái cột đầu tiên của nó, cột thứ nhất của nó là người ta lấy cái hệ số của x1 ta để vô đây. A11, A21, AM1. Cột thứ hai của ma trận A tức là hệ số của x2. Vân vân. Và cột cuối cùng nó là cột hệ số của xn. Đây là ma trận các hệ số, bởi vì là các cái cột của nó chẳng qua là các cái hệ số của x1, x2 và xn. Thế từ cái ma trận A lớn này chúng ta sẽ suy ra một cái ma trận mà được gọi là ma trận hệ số mở rộng bằng cách là thế này. Chúng ta bổ sung thêm vào phía sau cái cột hằng số tự do này vô đây. Thì cái ma trận mới này nè, ma trận lớn như thế này nè, người ta gọi nó là ma trận hệ số mở rộng và được ký hiệu là A ngang. Ma trận hệ số là A, còn đây là A ngang. Chúng ta vừa nhắc lại hai điểm. Bây giờ kiến thức thứ ba, đó là định lý Kronecker-Capelli. Định lý này cho phép chúng ta biết được một cái hệ phương trình tuyến tính khi nào thì nó có nghiệm, khi nào thì nó vô nghiệm, và trong trường hợp mà nó có nghiệm thì nó có bao nhiêu nghiệm. Nội dung của định lý như sau. Định lý nói rằng là nếu như mà hạng của ma trận hệ số nó nhỏ hơn hạng của ma trận hệ số mở rộng thì chúng ta kết luận rằng hệ phương trình vô nghiệm. Nếu hạng của ma trận hệ số và hạng của ma trận hệ số mở rộng bằng nhau thì hệ phương trình có nghiệm. Và cụ thể hơn nữa là nếu bằng nhau mà nó nhỏ hơn n, tức là nhỏ hơn số ẩn đó,
hạng của ma trận hệ số bằng hạng ma trận hệ số mở rộng và nhỏ hơn số số ẩn, thì lúc này chúng ta sẽ kết luận rằng hệ có vô số nghiệm. Còn trong trường hợp mà hạng của ma trận hệ số bằng hạng ma trận hệ số mở rộng và đúng bằng số ẩn, thì lúc này chúng ta kết luận gì? Chúng ta sẽ kết luận rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Đó là nội dung của định lý. Điểm tiếp theo là chúng ta sẽ nhắc đến các cái thuật toán dùng để giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Trước hết là nói về thuật toán Riemann. Thuật toán này chỉ được dùng khi mà chúng ta thấy số phương trình trong hệ nó bằng số ẩn. Đây là cái điều kiện tiên quyết để dùng cái thuật toán Riemann. Thế nội dung của nó như thế nào? Thuật toán Riemann nói rằng để giải một cái hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta sẽ làm như thế này. Trước hết là chúng ta sẽ đi tính định thức D. D là định thức của ma trận hệ số. Và tính các cái định thức DI. Định thức DI là cái định thức có được bằng cách ta thay cái cột thứ Y trong định thức D bằng cái cột hằng số tự do phía sau. Thay cái cột thứ Y bằng cái cột B1, B2, BM. Và tính hai này ra. Sau khi tính D rồi, tính DI rồi, khi đó nếu như mà D của chúng ta khác không, thì chúng ta kết luận rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Và cái nghiệm duy nhất này là các em nhớ rằng là nghiệm của hệ, tức là nó là một cái bộ x1, x2, vân vân, xn. Thì các cái xi được tính bằng cách là lấy DI chia cho D. Ví dụ như x1 thì bằng D1 chia D, x2 thì bằng D2 chia cho D, vân vân. Xn thì bằng dn chia cho d. Đó là d khác không. Còn trong trường hợp mà nếu d bằng không thì sao? Thì nếu như d của mình, thế này tôi đến nhầm lẫn, bằng không. Nếu d bằng không và tồn tại một cái di khác không, thì chúng ta kết luận rằng hệ vô nghiệm. Đây là d bằng không, đây là tồn tại di khác không, hệ vô nghiệm. Còn nếu như D và DI đều bằng không cả, thì chúng ta sẽ kết luận rằng hệ có vô số nghiệm. Đây là nội dung của thuật toán Riemann. Chắc là các em nhé, nếu mà D khác không thì hệ có nghiệm duy nhất. Nếu D bằng không và tồn tại một cái DI khác không thì hệ vô nghiệm. Nếu như D và DI đều bằng không thì hệ hoặc là có vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm. Trong trường hợp này thì chúng ta không biết chắc rằng là đang là vô nghiệm hay là vô số nghiệm. Và đó cũng chính là một trong những cái nhược điểm của cái thuật toán Riemann. Thuật toán tiếp theo là thuật toán Gauss. Thuật toán Gauss nói như thế này. Để giải một cái hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta bắt đầu biến đổi cái ma trận hệ số mở rộng A ngang đó. Chúng ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta đưa A ngang về một cái ma trận C có dạng bậc thang. Thì khi chúng ta biến đổi như vậy á, thì cái hạng của A ngang và hạng của C nó giống như nhau. Tại vì là phép biến đổi sơ cấp trên dòng thì không làm thay đổi hạng của ma trận. Và sau khi có C rồi thì dựa vào C, chúng ta sẽ đi lập ra một hệ phương trình mới. Hệ phương trình mới nó chứng minh được rằng là nó tương đương với hệ phương trình cũ. Có nghĩa là cái số nghiệm của hệ phương trình cũ và nghiệm của hệ phương trình mới là giống y như nhau. Thế từ cái hệ phương trình mới đó, chúng ta sẽ xử lý cái hệ phương trình cũ. Đương nhiên là cái hệ mới thì xử lý nó dễ hơn. Đó là nội dung của thuật toán này. Thế sau khi chúng ta vừa nhắc với nhau một số điểm liên quan đến hệ phương trình tuyến tính, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái dạng toán liên quan đến hệ phương trình tuyến tính. Ví dụ như là dạng toán là biện luận số nghiệm của một hệ, hoặc là tìm cái điều kiện để cho hệ có nghiệm duy nhất, hay là có vô số nghiệm, hoặc là vô nghiệm, hay là chúng ta đi giải một cái hệ phương trình tuyến tính, vân vân. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau làm dạng toán đầu tiên. Dạng thứ nhất, biện luận số nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính. Trong dạng toán này người ta sẽ cho chúng ta một cái hệ phương trình tuyến tính trong đó có chứa tham số m. Và yêu cầu đặt ra là tùy theo cái tham số m này giá trị là bao nhiêu
chúng ta phải chỉ cho họ biết trong trường hợp đó hệ của chúng ta đang như thế nào, vô nghiệm hay là vô số nghiệm hay là có nghiệm duy nhất. Thế thì dựa vào cái phần nhắc lại ở trên thì chúng ta thấy rõ ràng là để làm cái dạng toán này thì chúng ta chỉ có thể dùng thuật toán Gauss kết hợp với cái định lý Kroeke-Capelli, còn cái thuật toán Rame thì trong trường hợp này không xử lý được, là bởi vì chúng ta nếu lâm vô cái tình trạng và cần phải biết rõ rằng là hệ đang có vô số nghiệm hay là vô nghiệm thì chúng ta chịu, chúng ta không phân biệt rất rõ được nếu dùng thuật toán Rame. À, cho nên ở đây tôi ghi là phương pháp là dùng Gauss kết hợp với Kroeke-Capelli. À, xin nhắc lại là cái lý Kroeke-Capelli rằng là hạng của A mà nhỏ hơn hạng của A ngang thì hệ vô nghiệm. Hạng của A mà bằng hạng của A ngang và nhỏ hơn N thì hệ có vô số nghiệm. Nếu hạng của A bằng hạng A ngang và đúng bằng N thì hệ có nghiệm duy nhất. Bây giờ chúng ta thử xét một số ví dụ. Ví dụ biện luận theo M số nghiệm của hệ phương trình sau đây. Người ta cho chúng ta một cái hệ gồm có 3 phương trình, 3 ẩn. Thế như vừa nói là chúng ta muốn biện luận thì chúng ta phải dựa vào cái thuật toán Gauss. Thuật toán Gauss tức là chúng ta phải đi lập cái ma trận hệ số mở rộng A ngang, rồi chúng ta đi tính cái hạng của nó, đem hạng đó so sánh với hạng của ma trận hệ số A và so sánh với lại số ẩn của phương trình. Thế chúng ta có nè, A ngang. Cột đầu tiên của nó là cột hệ số x1, tức là 1, 2, 3. Đây. Cột thứ hai thì sẽ là 2, 3, 6, tức là cái cột hệ số của x2. Cột thứ ba của nó là 2m1m bình phương, tức là cột hệ số của x3. Và cuối cùng là cột hằng số tự do phía sau, tức là 2m5m7m. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi biến đổi cái ma trận A ngang này về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Đây là A ngang. Bây giờ muốn đưa bậc thang thì chúng ta sẽ làm cho cái số 2 này là số 0, làm cho số 3 này là số 0. Như vậy chúng ta sẽ làm như sau. Để số 2 này thành số 0 thì chúng ta lấy dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Khi lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1 thì chúng ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1 thì chúng ta được như thế này. Đây là số 0. Lấy cái này trừ đi 2 lần cái này, chúng ta được là trừ 7. Lấy 1 trừ đi 2 lần 2m, chúng ta được là 1 trừ 4m. Ở bên đây chúng ta có là 5 trừ 4m. Bây giờ muốn số 3 là số 0 thì chúng ta sẽ lấy dòng thứ 3 trừ đi 3 lần dòng thứ nhất. Khi trừ như vậy chúng ta được kết quả như sau. Thế bây giờ đến đây rồi thì em thấy rằng là nó đã có dạng bậc thang rồi. Bậc thang tức là cái phần tử khác không của dòng dưới, nó nằm phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới, nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng trên đó. Dựa vào cái ma trận bậc thang C này thì chúng ta biết được cái hạng của A ngang, hạng của A, và chúng ta biện luận được cái số nghiệm của hệ phương trình. Trước hết thì chúng ta sẽ nói rằng là khi nào thì hệ phương trình nó vô nghiệm. Thì chúng ta biết rằng hệ nó vô nghiệm khi mà hạng của A ngang nó lớn hẳn hơn hạng của A. Thế em thấy ở đây nè, cái ma trận bên trái này hạng của nó là giống hạng của ma trận hệ số A. Còn cả cái ma trận lớn này nè, hạng của nó thì bằng hạng của A ngang. Thế ma trận này mình thấy rõ ràng nó đã có hai dòng ở phía trên là khác không rồi. Như vậy là hạng của A ngang và hạng của A tối thiểu là 2. Vậy thì bây giờ thế này, nếu muốn cho hệ vô nghiệm á, thì mình cần là hạng của A là 2, còn hạng của A ngang là 3, để cho hạng của A nó nhỏ hơn hạng A ngang. Mà muốn hạng của A là 2 mà hạng của A ngang là 3 thì chúng ta cần thế này, cái chỗ này phải là số 0 nhưng cái số bên đây phải khác không. Như vậy thì chúng ta chọn M là số 6.
khi m bằng 6 thì chúng ta có RA nhỏ hơn RA ngang. Chúng ta kết luận hệ vô nghiệm. Bây giờ muốn cho hệ vô số nghiệm thì sao? Muốn hệ vô số nghiệm thì hạng của A và hạng của A ngang nó phải bằng nhau và nhỏ hơn số ẩn. Thì ở đây số ẩn là 3. Như vậy thì ta cần là hạng của A ngang phải bằng hạng của A bằng 2. Mà muốn hạng của A và hạng của A ngang đều bằng 2 thì cái dòng cuối cùng này phải là dòng bằng 0. Tức là phải chọn M sao cho cái số này là số 0 và số này cũng là số 0. Thì chúng ta có duy nhất một giá trị của M thỏa mãn điều này, đó là M bằng 0. À, ta nói lúc M bằng 0 thì hạng của A bằng hạng của A ngang bằng 2 nhỏ hơn 3. Cho nên chúng ta kết luận rằng hệ có vô số nghiệm. Còn một trường hợp nữa, đó là hệ có nghiệm duy nhất. Một cái hệ phát triển tuyến tính đó, thì nó chỉ có thể là vô nghiệm, vô số nghiệm hoặc nghiệm duy nhất mà thôi. Thế bây giờ muốn có nghiệm duy nhất thì theo định lý thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần hạng của A bằng hạng của A ngang và bằng số ẩn của hệ phương trình. Ở đây số ẩn của hệ phương trình là 3. Cho nên ta cần là RA bằng RA ngang bằng 3. Mà muốn hạng của A và hạng A ngang bằng 3 thì cái dòng cuối cùng này phải là dòng khác không. Để cho chúng ta có được 3 dòng khác không thì số dòng khác không của một cái ma trận bậc thang chính là hạng của cái ma trận đó mà. À, như vậy để chọn M sao cho cái dòng cuối cùng này nó là dòng khác không thì chúng ta chọn M khác không và M khác không và M khác số 6. Lúc đó chúng ta có RA bằng RA ngang bằng 3 và chúng ta kết luận hệ có nghiệm duy nhất. À, như vậy là qua cái ví dụ này chúng ta đã cùng nhau nhắc lại cách biện luận một cái hệ phương trình tuyến tính. À, muốn biện luận như vậy thì chúng ta sẽ thiết lập cái ma trận hệ số A ngang ra, rồi chúng ta đưa nó về một cái ma trận bậc thang bằng phép biến đổi sơ cấp và căn cứ vào các cái tiêu chuẩn trong cái định lý Kronecker-Kabaly chúng ta chia trường hợp để biết được khi nào thì nó vô nghiệm, khi nào thì nó có vô số nghiệm và khi nào thì nó có nghiệm duy nhất. Chúng ta qua dạng số 2 là đi giải một cái hệ phương trình tuyến tính. À, trong dạng này thì người ta sẽ cho chúng ta một cái hệ phương trình tuyến tính và yêu cầu chúng ta tìm nghiệm của nó. Thế thì chúng ta nhớ rằng là có hai cái thuật toán để giải một cái hệ phương trình tuyến tính, đó là thuật toán Riemann và thuật toán Gauss mà chúng ta mới nhắc lại đầu buổi. Thứ nhất là dùng thuật toán Riemann và thứ hai là dùng thuật toán Gauss. À, chúng ta thử xét cái ví dụ sau đây. Giải hệ phương trình bằng hai cách khác nhau. Người ta cho chúng ta một cái hệ phương trình. À, trong hệ này có 3 phương trình và 3 ẩn. Và ẩn là x1, x2 và x3. Yêu cầu giải bằng hai cách. Thế vì hệ này mình có 3 phương trình và có 3 ẩn. Số phương trình nó bằng số ẩn. Cho nên hệ này có thể giải bằng thuật toán Riemann. Đương nhiên là hệ nào thì cũng có thể giải bằng thuật toán Gauss. Như vậy là bài này có thể giải đúng bằng hai cách. Thì trước hết chúng ta thử cùng nhau giải bằng cách là dùng thuật toán Riemann. Thuật toán Riemann nói rằng là muốn giải hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta tính định thức của ma trận hệ số, sau đó tính các cái DI. À, chúng ta làm cách thứ nhất, dùng Riemann đi tính định thức của ma trận hệ số. Chúng ta viết hệ số của x1 là 1, 2, trừ 1 thành cột thứ nhất. Cột thứ hai là 2, 5, trừ 1. Cột này là cột hệ số của x2. Cột thứ ba này là cột hệ số của x3 là 1, trừ 3, 4. Thế đây là một định thức cấp 3. Muốn tính định thức cấp 3 thì có nhiều cách làm. Hết sức đơn giản thôi. Em có thể dùng Sarius hay là biến đổi đưa về một cái định thức đặc biệt, hoặc là các em có thể khai triển theo dòng theo cột gì đó. Cái chuyện này đối với chúng ta là quá quen thuộc, chúng ta cũng có ôn tập trong những tuần trước, cho nên chỗ này tôi tính sẵn luôn.
thì chúng ta tính ra được cái d này nó bằng trừ 4. Thì sau khi mà tính d rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục tính các cái dy, d1, d2, d3. Viết lại hệ phương trình tuyến tính và cái d mà chúng ta vừa tính xong là d bằng trừ 4. Chúng ta tính d1. D1 tính như thế nào? D1 là định thức có được bằng cách thay cái cột thứ nhất trong định thức d bằng cái cột hằng số tự do phía sau, cột 361 này, thay cột thứ nhất bằng cột hằng số tự do. Chúng ta xóa cái này đi ha, chúng ta thế nó bằng là 361. Cái định thức này chính là D1. Và cái việc tính thì cũng dễ thôi. Cái này chúng ta tính ra bằng -8. Là chúng ta viết vào đây, D1 bằng -8. Tiếp tục chúng ta sẽ tính D2. D2 là giữ nguyên cột 1, cột 3, thay cột 2 thôi. Cái cột này giữ nguyên như hồi nãy. Chúng ta thay cái cột số 2, thay nó bằng cái gì? Bằng cái cột hằng số tự do phía sau, tức là cái cột 361. À, cái này chúng ta tính nó ra thì chúng ta thấy nó bằng -4. Rồi chúng ta tính tiếp D3. Sau khi ghép D2 bằng -4 vào đây, chúng ta tính D3. D3 là cái định thức được suy ra từ định thức D ban đầu bằng cách là giữ nguyên cột 1 với cột thứ 2, thay cột thứ 3 bằng cái cột hằng số tự do. À, như vậy chúng ta phải giữ nguyên cột 1 và cột thứ 2. Cột thứ 2 này thì viết lại là 25-1 như ban nãy đó. Chúng ta thay cái cột thứ 3 này nè, chúng ta xóa nó đi, thay bằng cái cột là 361. Chúng ta tính nó ra, bằng -4. Chúng ta có D3 bằng -4. Như vậy là chúng ta tính xong D, D1, D2, D3. Tức là tính xong định thức ma trận hệ số và tính xong các cái DI. Thế bây giờ đến đây thì dễ rồi, do D của chúng ta nó khác không, cho nên hệ của chúng ta sẽ có đúng một nghiệm theo đúng định lý đó. Thì nghiệm của hệ đó gồm có một cái bộ là x1, x2, x3. Trong đó theo thuật toán thì x1 sẽ bằng là D1 chia cho D, x2 thì bằng D2 trên D và x3 thì bằng D3 trên D. Và chúng ta chia thôi. Chúng ta có là x1 thì bằng lấy D1 chia cho D, tức là lấy -8 chia cho -4, em được là 2. Em lấy x2 là D2 chia cho D, tức là lấy -4 chia cho -4, ta được là 1. Và x3 thì bằng là D3 chia cho D, -4 chia cho -4, ta được là 1. À, chúng ta vừa giải xong cái ví dụ này bằng thuật toán Riemann. Cách thứ hai, dùng Gauss. Dùng thuật toán Gauss tức là chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta đi viết cái ma trận hệ số mở rộng A ngang. Dùng phép biến đổi sơ cấp đưa A ngang về ma trận C bậc thang. Dựa vào C bậc thang lập ra một hệ phương trình tuyến tính mới tương đương với hệ cũ. Tương đương có nghĩa là nghiệm của nó y như nhau. Rồi căn cứ vào cái hệ mới giải nó ra thì chúng ta có được nghiệm của hệ ban đầu. Đó là nội dung các bước mà chúng ta sẽ làm trong cái cách thứ hai. Chúng ta bắt đầu. Đây là hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta thiết lập ma trận hệ số mở rộng A ngang. Cột thứ nhất của nó tức là cột hệ số của x1. Cột thứ hai tức là cột hệ số của x2. Cột thứ ba là cột hệ số x3. Và cột cuối cùng là cột hằng số phía sau, đây là A ngang. Chúng ta sẽ biến đổi A ngang về bậc thang. Đây là A ngang đây. Bây giờ để biến đổi A ngang về bậc thang thì chúng ta sẽ làm cho số 2 này là số 0 và số -1 này là số 0. Công việc này rất là quen thuộc với chúng ta. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta lấy dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Khi làm như vậy chúng ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Lấy dòng 2 mà trừ 2 lần dòng 1 thì chúng ta được cái này là số 0. 2 trừ đi 2 lần số 1. Lấy 5 mà trừ đi 2 lần số 2, tức là 5 trừ 4, ta được là 1. Lấy -3 trừ đi 2 lần -1,
chúng ta được cái này là trừ 1, và lấy 6 trừ đi 2 lần số 3, chúng ta được số 0. Làm tương tự như vậy, để cho cái số trừ 1 này trở thành số 0 thì chúng ta sẽ lấy dòng thứ 3 cộng vào dòng thứ nhất. Dòng 3 cộng dòng 1 thì chúng ta được kết quả như thế này: 0, 1, 3, 4. Thì cái này chưa phải là bậc thang. Muốn là bậc thang thì chỗ này phải là số 0. À, như vậy rõ ràng là làm tiếp thì chúng ta phải lấy dòng 3 trừ đi dòng 2. Lấy dòng 3 trừ dòng 2 tức là giữ nguyên hai dòng đầu. Thì khi trừ như vậy thì 0 trừ 0 mất nè, 1 trừ 1 bằng 0 nè, 3 trừ 1 chỗ này số 4, còn 4 trừ 0 là số 4. À, chúng ta được kết quả như sau. Vậy là chúng ta đã dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, chúng ta biến đổi a ngang về ma trận bậc thang rồi đó. Đây là ma trận bậc thang. Dựa vào bậc thang này, chúng ta sẽ viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính mới tương đương với hệ cũ. Đây là ma trận C bậc thang của chúng ta. Rồi dựa vào đây chúng ta viết nè. Phương trình đầu tiên đó là 1x1 cộng 2x2 trừ x3 bằng 3. Phương trình thứ hai, 0x1 cộng với 1x2 trừ đi x3 bằng 0. Tức là chúng ta có 1x2 trừ x3 bằng 0. Dựa đây, 0x1 cộng 0x2 cộng 4x3 bằng 4. Tức là viết cho nó gọn, tức là 4x3 bằng 4. Ta có 4x3 bằng 4. Thì cái hệ này nè, nó sẽ tương đương với hệ ban đầu. Như vậy thì nghiệm của hệ này cũng chính là nghiệm của hệ ban đầu. Và chúng ta giải cái hệ này ra thì chúng ta có cái nghiệm của hệ ban đầu. Và chúng ta giải từ dưới lên. Từ phương trình thứ ba có phải cho chúng ta là x3 bằng 1 không? Thế x3 bằng 1 ở đây. Đây là trừ 1. Chuyển về chúng ta có x2 cũng bằng 1. Và em thế x2 bằng 1, x3 bằng 1 lên phương trình số 1. Em chuyển về thì em sẽ có x1 bằng 2. Và kết quả này nó phù hợp với lại cái kết quả mà chúng ta đã làm bằng cái thuật toán Raman. À, như vậy là qua cái ví dụ này, chúng ta ôn lại cách giải một hệ phương trình tuyến tính bằng cả hai thuật toán Raman và thuật toán Gauss. Và nhắc lại các em một lần nữa rằng là thuật toán Raman chỉ dùng được khi nào mà cái hệ phương trình người ta cho mình á, cái số phương trình và cái số ẩn nó bằng nhau. Còn thuật toán Gauss thì bao giờ cũng làm được cho tất cả mọi cái hệ phương trình tuyến tính, dù cho là cái số phương trình và số ẩn có khác nhau đi nữa. Chúng ta qua cái ví dụ số 2. Tìm hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình sau đây. Người ta cho chúng ta một cái hệ gồm có hai phương trình. Và nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại một tí xíu thì chúng ta thấy hệ này nó là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thuần nhất có nghĩa là cái hệ phương trình tuyến tính mà các cái hằng số tự do ở bên tay phải của mỗi phương trình nó đều là số 0. Chỗ này các em, tất cả đều là số 0. Thì cái hệ như thế này gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Nói đến hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì nếu giải bình thường thì chúng ta tìm ra cái nghiệm gọi là cái nghiệm tổng quát của hệ. Nhưng chúng ta có một cái khái niệm nữa là hệ nghiệm cơ bản. Thế từ cái nghiệm tổng quát, chúng ta sẽ cho các cái hằng, cái ẩn tự do, các cái giá trị 1 và 0 thì chúng ta sẽ tìm ra được hệ nghiệm cơ bản. Thông qua bài này chúng tôi muốn nhắc lại với các em về cái hệ nghiệm cơ bản của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Bởi vì sau này chúng ta qua cái không chương mà không gian vector đó thì chúng ta biết rằng là tập hợp các cái nghiệm của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đó là một không gian vector. Thế bây giờ muốn giải cái hệ này thì chúng ta làm sao? Thì em thấy là cái hệ này nè, nó có mấy phương trình mấy ẩn? Có hai phương trình. Có bao nhiêu ẩn? Có bốn ẩn. Như vậy rõ ràng là trong trường hợp này không thể dùng thuật toán Raman được, chúng ta phải dùng thuật toán Gauss. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta phải đi lập ma trận hệ số mở rộng a ngang ra. Cột thứ nhất và cột thứ hai của nó đó là hệ số của x1. Cột thứ nhất là hệ số x1. Cột thứ hai là hệ số x2.
cột thứ ba là hệ số x3, chỗ này là 0x3 các em nè, cho nên chỗ này là 0 trừ 1. Cột thứ tư là cột hệ số của x4, tức là trừ 1 trừ 3. Đây là cái cột hằng số tự do phía sau. Thế bây giờ từ cái a ngang này chúng ta sẽ dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa nó về mặt trận bậc thang, làm giống như cái ví dụ số 1. Muốn đưa về bậc thang thì chúng ta phải làm cho cái số 2 này trở thành số 0. Như vậy chúng ta sẽ lấy dòng 2 trừ đi dòng 1. Khi lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1, làm như vậy cho chúng ta có kết quả là dòng thứ 2 nó sẽ được như thế này. Thì đây là mặt trận bậc thang rồi. Bây giờ từ cái mặt trận bậc thang này chúng ta sẽ viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính tương đương với hệ ban đầu. Hệ đó là gì? 1x1 cộng 1x2 cộng 0x3 trừ x4 bằng 0. 1x1 cộng x2 trừ x4 bằng 0. Phương trình thứ hai là 0x1 cộng 1x2 trừ x3 trừ x4 bằng 0. Thế là viết gọn lại chúng ta có là gì? X2 trừ x3 trừ x4 bằng 0. Chúng ta có hai phương trình và có tất cả là bốn ẩn. Bây giờ giải thì chúng ta bắt đầu từ cái phương trình dưới. Thì phương trình dưới của chúng ta là một cái phương trình mà nó có ba ẩn x2, x3, x4. Thì vì muốn giải nó thì chúng ta sẽ cho x3 và x4 là hai giá trị bất kỳ. Chúng ta tính x2 theo x3 và x4. Và chúng ta làm như sau. Nhìn tổng quát của hệ lúc này là chúng ta cho x4 là một giá trị m bất kỳ. Rồi chúng ta lại cho x3 là một giá trị bất kỳ, đặt là t. Em nhớ là phải ký hiệu khác, bởi vì cái x3 với x4 nó không nhất thiết là nó phải bằng nhau. Và chúng ta thế x3 bằng t, x4 bằng m vào đây nè, thì chúng ta tính được x2 theo t và m. Thì x2 nó sẽ bằng cái gì? Rồi thế vào chuyển vế, ta được x2 bằng t cộng m. Thế vào đây, chuyển vế. Rồi cầm cái x2, x3 và x4 mà chúng ta mới tính được, chúng ta thế vào phương trình thứ nhất. Chúng ta chuyển vế, chúng ta có x1 chính là trừ x2 cộng x4. Lấy trừ x2 mà cộng x4 thì chúng ta được x1 là trừ t. Thì cái này nè, người ta gọi nó là nghiệm tổng quát của cái hệ phương trình tuyến tính này. Tuy nhiên cái bài này thì người ta không hỏi mình nghiệm tổng quát của hệ, mà người ta yêu cầu mình chỉ cho họ cái hệ nghiệm cơ bản. Thế từ cái nghiệm tổng quát thì chúng ta có thể chỉ ra cái nghiệm cơ bản như sau. Đây là nghiệm tổng quát này. Chúng ta có x1 là trừ t, x2 là t cộng m, x3 là t và x4 là m. Thế chúng ta làm như thế này. Hệ nghiệm cơ bản này, đây là hai cái ẩn tự do này. Hồi nãy chúng ta nói là cho m, cho x4 là m bất kỳ, cho x3 là t bất kỳ, và ta tính x1, x2 theo x3, x4. Vậy thì bây giờ từ đây muốn suy ra hệ nghiệm cơ bản, chúng ta cho vậy, lần lượt cho ví dụ cho t là 0, m là 1. T là 0, m là 1. Rồi cho t là 1, m là 0. Trong hai cái ẩn tự do đó, cho một đứa là 1, một đứa là 0. Ví dụ như nó có ba ẩn tự do thì cho đứa thứ nhất bằng 1, hai cái kia bằng 0. Đến đứa thứ hai bằng 1, rồi hai đứa kia bằng 0. Đến đứa thứ ba bằng 1, hai đứa kia bằng 0. Thì chúng ta có hệ nghiệm cơ bản. Ở đây là x3 và x4 là ẩn tự do. Chúng ta cho t bằng 1, m bằng 0. Thì chúng ta có đây là x4, m là 0. Đây là x3, x3 chúng ta cho là t bằng 1. Đây là x2 và đây là x1. Thế lúc này x2 bằng bao nhiêu? X2 là lấy t cộng m, tức là lấy 1 cộng 0. Chỗ này là số 1. Chỗ này là x1 các em này. X1 thì bằng trừ t. Trừ t tức là trừ 1. Trừ 1. Đây là một nghiệm cơ bản trong cái hệ này. Tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta cho t bằng 0, m bằng 1. Cho t bằng 0, m bằng 1 chúng ta được như sau. Đây là m là 1. Đây là t đây là 0. X2 là t cộng m. T cộng m tức là 0 cộng với 1. Chỗ này là số 1. Còn x1 là trừ t. Trừ t tức là trừ 0, tức là t
tức là không. Chúng ta tìm được hệ nghiệm cơ bản của hệ phủ định tuyến tính. Như vậy là trong cái dạng toán giải một cái hệ phương trình tuyến tính, thì chúng ta vừa xét hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là chúng ta có thể giải hệ đó bằng cả hai thuật toán, vừa dùng Riemann vừa dùng Gauss, bởi vì là cái hệ đó có số phương trình và số ẩn. Nhưng trong ví dụ số 2, do người ta cho mình cái hệ này gồm có hai phương trình nhưng đến 4 ẩn, số phương trình nó khác số ẩn, cho nên buộc lòng chúng ta phải giải bằng thuật toán Gauss. Và cũng thông qua qua cái ví dụ này, chúng ta có ôn lại thế nào là nghiệm tổng quát, thế nào là hệ nghiệm cơ bản của một cái hệ phương trình tuyến tính. Các em thấy vậy thì rõ ràng là gì? Muốn làm toán về hệ phương trình tuyến tính thì thứ nhất là mình phải nắm vững các cái kiến thức mà có liên quan đến cái hệ phương trình tuyến tính, và nắm chắc rằng là khi nào thì chúng ta sẽ dùng thuật toán Riemann, khi nào thì chúng ta dùng thuật toán Gauss. Thuật toán Gauss là thuật toán dùng được cho tất cả các cái hệ phương trình tuyến tính, dù cho họ đưa ra một hệ phương trình tuyến tính, họ hỏi mình là giải và biện luận hệ đó, hoặc là giải không thôi, hoặc là nếu như trong hệ đó có tham số yêu cầu rằng là hệ đó có một nghiệm, có vô số nghiệm hay là vô nghiệm gì, thì thuật toán Gauss đều làm được hết. Đó là cái mặt mạnh của thuật toán Gauss. Tuy nhiên thuật toán Gauss thì nó cũng phải có cái nhược điểm của nó, đó là chúng ta phải biến đổi khá nhiều bước. Ví dụ như là họ cho chúng ta một cái hệ phương trình, mà nếu chẳng hạn hệ đó mà lỡ có quá nhiều phương trình hay là có quá nhiều ẩn, thì cái việc biến đổi ma trận hệ số A ngang về một cái ma trận bậc thang C thì phải thông qua nhiều giai đoạn. Thông qua nhiều giai đoạn như vậy thì nó tương đối là phức tạp, nó dài. Còn Riemann thì sao? Thuật toán Riemann thì nó có cái nhược điểm mà như hồi nãy giờ có phân tích, đó là trong một cái trường hợp mà mình cần phải biết rằng cái hệ này nó đang muốn là vô số nghiệm hoặc vô nghiệm, chỉ một trong hai thôi, phải phân biệt rạch ròi rằng nó đang là vô nghiệm hay vô số nghiệm, thì thuật toán Riemann không xài được. Chúng ta chỉ biết được là hoặc là vô nghiệm hoặc vô số nghiệm, còn cụ thể thì chúng ta không biết. Đó là cái nhược điểm của nó. Còn một nhược điểm nữa của thuật toán Riemann, đó là chúng ta chỉ dùng được thuật toán này trong trường hợp mà cái hệ phương trình người ta cho mình nó có số phương trình và số ẩn giống nhau, thì chúng ta mới dùng được thuật toán này. Như vậy là trong buổi học hôm nay, các em thấy là chúng ta đã ôn tập với nhau những điều gì này? Các em cần phải nhớ lại những cái kiến thức sau đây để còn tiếp tục cho các dạng toán phía sau. Thứ nhất là mình phải nắm vững thế nào là ma trận các hệ số, thế nào là ma trận hệ số mở rộng. Ma trận hệ số mở rộng tức là từ cái ma trận hệ số ban đầu mà chúng ta bổ sung thêm cái cột hệ số tự do phía sau. Là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta nhớ một cái kiến thức mà học từ những tuần trước á, là khi mà mình muốn dùng thuật toán Gauss mình phải biến đổi cái ma trận A ngang về ma trận bậc thang, thì các em nhớ rằng là chúng ta có định lý là nếu chúng ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, thì khi chúng ta biến đổi một cái ma trận A ngang về một ma trận bậc thang thì phép biến đổi sơ cấp trên dòng nó hoàn toàn không làm thay đổi hạng của ma trận. Thứ ba là chúng ta cần phải nắm các cái thuật toán để giải một cái hệ phương trình tuyến tính và sử dụng linh hoạt tùy theo từng trường hợp. Thế buổi học hôm nay đến đây là hết. Thế tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm những dạng toán khác của cái hệ phương trình tuyến tính. Các em về nhà ôn lại những cái kiến thức mà tôi mới nhắc lại đó để có thể làm tốt hơn. Thân ái chào các em.